Hoa đào mùa xuân. Đấy. Năm 2023. Đấy. Cành đào mà chơi đến ngày hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2023 bắt đầu mới bung hết nụ. Đấy. Phải nói là tuyệt vời luôn, có một cái cành đào chưa từng thấy mà nay đã từng thấy, một cành đào tuyệt vời. Đấy, nụ hoa vẫn còn đang bung nụ. Đấy, một cành đào. Cành đào đa thân rất là đẹp, từ thân đến gốc cành đào cũng rất là đẹp. Đấy, gốc cành đào cũng rất đẹp, đào rất già đà. Các bác nhìn thấy cành đào đó đẹp chưa? Đó, tuyệt vời, chưa từng thấy năm nào có một cành đào nở rộ và đẹp như năm 2023. Nó có tại công ty rượu Thức Hòa. Đó, tuyệt vời luôn. Mình chơi đào năm nào mình cũng chơi, thế nhưng để cảm nhận thì chưa có một cái năm nào đạt tiêu chuẩn như năm 2023, được một cái cành đào như ý nguyện. Các bạn nhìn thấy nhá, cành đào của nó là quá xuất sắc luôn. Đào này nó là đào phai, đào năm cánh nhé, đào cổ ấy, chứ không phải đào ta, đào bây giờ đâu nhé. Rồi, xin chào và chúc tất cả các anh em một năm mới an khang thịnh vượng. Đầu năm mà cứ gặp được những cành đào như thế này thì tuyệt vời luôn này các bác nhá. Rồi, xin chào.